Trên thế giới hiện nay, những xung đột như cuộc chiến Nga-Ukraine hay là xung đột ở Trung Đông đã cho thấy rằng trật tự thế giới đang bị phá vỡ, đó là một điều đáng lo ngại. Trong bối cảnh đó, Việt Nam gần đây đã tăng nhanh chóng chi tiêu quân sự khi căng thẳng ở Biển Đông ngày một gia tăng. Và nhiều nguồn tin cho rằng Việt Nam có thể sớm sẽ còn nâng cấp nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại để tăng khả năng phòng thủ của mình. Và mới đây, trên trang Global Data có đưa ra thông tin về số tiền chi cho quốc phòng của Việt Nam có thể tăng còn nhanh hơn. Số tiền chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam sẽ còn tăng hơn rất nhiều so với những năm vừa qua. Thậm chí trong những năm tới còn đạt tới mức là một trong những quốc gia chi tiêu lớn cho quốc phòng trên thế giới. Và trang tin này tiết lộ chi phí quốc phòng của Việt Nam dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân và dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ở mức kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2029. Và tổng kết của giai đoạn này, trang tin tiết lộ ước tính đạt tới 46 tỷ đô. Đây là một tín hiệu đáng mừng bởi Việt Nam luôn giữ một thái độ đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra trong thế giới có nhiều xáo trộn dữ dội. Tuy nhiên, cũng theo trang này nhận xét, mặc dù Việt Nam tăng ngân sách quốc phòng, nhưng hiện tại Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong tìm nguồn cung cấp vũ khí. Vậy vì sao trang này lại đánh giá như vậy? Đâu là vấn đề khó khăn trong hiện đại hóa quốc phòng mà Việt Nam gặp phải? Và để trước khi vào vấn đề chính, xin mời quý vị nhấn like, chia sẻ video, đăng ký ủng hộ ekip. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào nội dung chính video ngày hôm nay. Báo cáo của Google Data cho rằng thị trường quốc phòng Việt Nam mức độ hấp dẫn, cảnh quan cạnh tranh và dự báo đến năm 2029 cho thấy Việt Nam tập trung tăng đầu tư vào hoạt động mua lại và ngân sách hoạt động khác, kêu sách lãnh thổ ở Biển Đông và sức mạnh ngày càng tăng của các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã thúc đẩy chính phủ Việt Nam tăng cường khả năng quân sự của mình. Theo các chuyên gia Google Data cho rằng, kế hoạch mua sắm tàu ngầm, hạng trung và tàu ngầm tuần tra là minh chứng cho cam kết của Việt Nam nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và bảo vệ yêu sách lãnh thổ của mình trước bất kỳ hành động ngoại xâm nào trong bối cảnh hiện nay từ Trung Quốc. Việt Nam đang tính đến việc mua máy bay tàng hình thế hệ thứ 5, đó là Su-57 của Nga. Nếu mua, Việt Nam có thể trở thành khách hàng đầu tiên của Nga về mặt hàng này. Ngoài ra, Việt Nam đã mua máy bay huấn luyện JAC-130, dự kiến sẽ mở đường cho việc mua các loại máy bay phản lực tiên tiến của Nga như Su-30S. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam đã gia tăng mỗi năm từ năm 2015, với đà tăng trưởng trung bình 7,2% mỗi năm. Việt Nam đã ký hợp đồng để mua 12 máy bay phản lực huấn luyện L-39NG của hãng Vodochody của Séc và đã được giao đầy đủ vào năm 2024 này. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Việt Nam chủ yếu trang bị cho quân đội của mình các vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung thông qua việc mua máy bay vận tải của Airbus và tiếp nhận các tàu đã qua sử dụng của Hải quân Hàn Quốc và Cảnh sát biển Hoa Kỳ. Mặc dù bỏ tiền đầu tư và đi mua những vũ khí từ những nước hiện đại, Việt Nam hiện nay vẫn đang từng bước phát triển nền công nghiệp quốc phòng cho riêng mình. Tuy nhiên, có hai thế khó mà Việt Nam đang phải đối mặt. Đầu tiên chính là lục quân, không quân Việt Nam vẫn đang từng bước phát triển. Dù rằng trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng bằng việc tự nghiên cứu sản xuất được một số lượng không hề nhỏ các chủng loại vũ khí và khí tài, đặc biệt là với lực lượng trên biển. Đứng trước sức ép từ các yêu sách trên biển Đông của Trung Quốc, kể từ sau khi sự kiện giàn khoan HD-981 năm 2014, đây đã trở thành lực lượng được chăm bắm cực kỳ kỹ lưỡng, tạo mọi điều kiện để tăng cường sức mạnh và hiện đại hóa cấp tốc. Chỉ trong bước gần 10 năm, lực lượng biển Việt Nam đã xảy những bước dài chưa từng có bằng việc mua, chuyển giao công nghệ và địch tại. Hải quân và cảnh sát biển của Việt Nam đã có được một lực lượng hùng hậu với các tàu ngầm Kilo, tàu tên lửa tấn công nhanh của lớp Moria, tàu hộ vệ tên lửa lớp Gerbach 3.9 từ Nga, các tàu như Bohan của Hàn Quốc, tàu Hamilton của Mỹ hay Kibat của Ấn Độ. Đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, Việt Nam đã có thể đóng được hơn 50 loại tàu phục vụ trong mọi đơn vị, mọi nhiệm vụ chiến đấu như tàu chiến DN-2000, tàu pháo TT-400TB, tàu tuần tiễu, cao tốc TT-200, tàu cứu hộ, tàu ngầm, tiết kiêu. Thậm chí xa hơn, Việt Nam đã tham vọng sẽ đóng được các tàu chiến với lượng dán nước là 5.000 tấn. Với những dẫn chứng kể trên, khả năng Việt Nam cho hạ thủy con tàu chiến mơ ước sẽ chỉ là một sớm một chiều. Thế nhưng, cũng vì ưu tiên cho hải quân nên lục quân và không quân của Việt Nam vẫn đang phải phát triển từng bước.
với lục quân, thành tựu lớn nhất hiện đang có là phát triển và tự sản xuất được các loại vũ khí nhỏ mang tính cá nhân và tổ đội thuộc lĩnh vực cơ khí, quang học và điện tử, chủ yếu là các loại súng trường SVT, súng bắn tỉa FPT-12M1, súng phóng lựu FPL-40 v.v. các loại khí tài quang học cho tất cả các loại súng và xe chiến đấu đang có, thậm chí tới cả việc trang bị các loại khí tài nghi binh, ngụy trang vẫn còn là vấn đề hết sức nan giải khi không ít các đơn vị cấp địa phương vẫn chưa được tiếp cận với các bộ quân phục ngụy trang đời mới nhất. Việc sản xuất các loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao với các dự án như xe tải hạng nặng, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, XTC-02, tên lửa VCM-01 v.v. hiện mới đang chỉ trong giai đoạn phát triển hoặc cho ra nguyên mẫu. Những thứ như xe tăng, pháo tự hành thì vẫn còn là những điều khá xa vời với nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Mọi nỗ lực của Việt Nam trong những năm qua hiện mới chỉ dừng lại ở mức duy tu, bảo dưỡng hoặc là hiện đại hóa để tích lũy dần kinh nghiệm cho tương lai, có thể tự nghiên cứu và sản xuất về sau. Đáng lo nhất vẫn là không quân, dù đã tích cực tìm mua từ nhiều nguồn khác nhau kể từ những năm 2000 tới nay. Thế nhưng, chừng đó vẫn là chưa đủ để không quân đuổi kịp tốc độ già cỗi của rất nhiều chủng loại máy bay trong trang bị. Liên tiếp các vụ tai nạn có lý do liên quan tới tuổi đời các loại máy bay như là vụ rơi trực thăng UH-1 vào ngày 28 tháng 5 năm 2015 khiến 4 chiến sĩ hy sinh, hay vụ rơi tiêm kích bom Su-22 rải rác trong các năm 2006, 2009, 2015, 2023 và cả mới đây nhất là 2024. Tất cả đang đặt không quân Việt Nam ở một tình thế là phải hiện đại hóa càng sớm càng tốt. Hiển nhiên, với ngành công nghiệp hàng không vẫn còn đang cực kỳ non trẻ, thì giải pháp đi mua của bên ngoài vẫn sẽ là quốc sách hàng đầu cho việc hiện đại hóa không quân trong những năm tiếp theo. Thứ hai, với tình hình xáo trộn của thị trường vũ khí gặp khó với việc sản xuất nội địa hóa trong nước như đã nêu ở trên, ngay cả việc mua sắm từ nước ngoài, hiện Việt Nam cũng đang trong một tình thế cực kỳ khó xử. Trong mấy năm trở lại đây, những xáo động dữ dội trong các mối quan hệ quốc tế như là cuộc chiến giữa Nga, Ukraine, Israel, Hamas ở dải Gaza, tình hình Biển Đỏ hay chuyện cơm không lành, canh không ngọt giữa Mỹ và Trung Quốc, tất cả đang khiến cho việc mua sắm quốc phòng của Việt Nam rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Vì sao lại nói như vậy? Vì nếu không cẩn thận trong việc lựa chọn đối tác thì có thể dẫn đến việc chúng ta vừa mất tiền oan và kéo theo nhiều lệnh trừng phạt. Chúng ta luôn tự hào rằng Việt Nam trung lập, có thể làm bạn bè với tất cả các nước trên thế giới. Nhưng tất cả những điều đó đều là sự khéo léo trong cách ứng xử của Việt Nam đối với những mối quan hệ đối lập khác nhau. Ngay cả việc mua vũ khí cho nước nhà cũng phải cực kỳ cẩn thận. Đối với các đối tác truyền thống mà trước nay, cụ thể là Nga và Israel, trước đây, Việt Nam sở hữu 80% hệ thống vũ khí quốc phòng hệ Nga-Xô. Nhưng kể từ năm 2014, khi Nga sát nhập bán đảo Crimea, khiến phương Tây áp lệnh trừng phạt, hiện tại cuộc chiến ở Ukraine khiến Mỹ và phương Tây mạnh tay trong việc cô lập Nga, khiến các khoản thanh toán bằng đồng đô la trở nên khó khăn hơn, khiến các hợp đồng vũ khí của Việt Nam và Nga bị ngừng trệ. Nếu hiện tại Việt Nam tiếp tục bỏ qua những lệnh trừng phạt mua các đơn hàng lớn từ Nga hoặc Israel, thì sẽ gặp nhiều chỉ trích, trừng phạt, lên án. Với Việt Nam tìm cách bóp nghẹt Nga trên mọi mặt trận, nếu giờ mà Việt Nam chốt đơn hàng với Nga, thì chắc chắn là phương Tây sẽ phản đối kịch liệt. Mua của Israel thì chắc chắn là sẽ bị cộng đồng Ả Rập lên án vì đang tiếp sức cho kẻ thù truyền đời của họ. Với việc tiếp xúc và làm chủ hệ thống vũ khí khí tài, thậm chí là cả học tiết quân sự của cả hai nước trên, những đơn hàng với các nước trên dường như là bài học thuộc lòng cho quân đội Việt Nam. Thế nên không dễ dàng để Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào những loại vũ khí này để đổi sang một dạng vũ khí mới. Bởi nó sẽ vừa mất thời gian để thích nghi và tốn tiền của. Một hướng mới mà Việt Nam có thể tìm đến trong nhóm các bạn hàng truyền thống là Cộng hòa Séc, kế thừa một nền công nghiệp đồ sộ từ Tiệp Khắc, từng là thành viên của khối quân sự Warsawa từ năm 1999 đã trở thành thành viên của NATO. Có thể nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Séc như là tổng hợp hài hòa giữa hai hệ Nga và phương Tây mà Việt Nam có thể lựa chọn để học cách kết hợp những loại vũ khí khí tài theo cả hai hệ là Nga và NATO sao cho thật hài hòa nhất trong trang bị. Việc ký kết hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG vào năm 2021 đã cho thấy rõ tham vọng trên của Việt Nam. Bởi lẽ L-39NG có thiết kế cực kỳ hài hòa giữa bộ khung phát triển từ chiếc L-39 Albatross thời chiến tranh lạnh của Liên Xô và các linh kiện động cơ mới nhất do NATO cung cấp như là động cơ William FZ-44M, hệ thống điều khiển điện tử hàng không của tập đoàn STC. Thậm chí với việc Cộng hòa Séc đang tỏ ra là một trong những thị trường dễ tính bậc nhất thế giới,
chúng ta hoàn toàn có thể tính tới chuyện mua giấy phép sản xuất vũ khí của nước này để đi tắt đón đầu những dòng vũ khí mà ta chưa nghiên cứu sản xuất thành công. Thế nhưng, chúng ta lại xuất hiện một rào cản rất lớn, không phải xa lạ gì mà chính là nước Nga. Thực tế, từ trước khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Nga cứ qua từng ngày lại leo thang căng thẳng. Thái độ ngả dần về phương Tây của Séc giữa thời các vị Tổng thống Miloš Zeman và hiện tại là Bep Pavel đã khiến Nga nhiều lần nổi giận. Ngày 14 tháng 5 năm 2021, chính phủ Nga tuyên bố Cộng hòa Séc là quốc gia không thân thiện. Hai nước cũng đáp trả lẫn nhau bằng việc đuổi các nhân viên đại sứ quán về nước và biểu tình chống lại lẫn nhau trong những vấn đề như là kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, vấn đề Ukraine, v.v. Thậm chí là vào ngày 22 tháng 11 năm 2023, Tổng thống Cộng hòa Séc còn thay mặt NATO nói Nga là đe dọa lớn nhất ở châu Âu và đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn. Đứng trước những căng thẳng đang một ngày leo thang ở trên, rõ ràng Việt Nam phải rất cẩn trọng trong những hợp tác về sau với Cộng hòa Séc nếu như không muốn bị Nga cho ngồi chung vào mâm là không thân thiện. Từ đây, có lẽ nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao Việt Nam không mua vũ khí của Mỹ? Rõ ràng là ngay từ thời hai nước đang còn đối đầu trên mặt trận, Việt Nam đã có thể sử dụng vũ khí chiến lợi phẩm của Mỹ. Với quan hệ hiện tại thì hai nước lại đang tốt đẹp. Việc Mỹ hiện giờ đang có sức mạnh chi phối chính trị quốc tế theo kiểu nắm đầu một cực. Mô của Mỹ sẽ vẹn cả đôi đường, vừa không sợ bị trừng phạt lại còn gắn kết thêm tình cảm hai nước. Thế nhưng, vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Nếu không sợ bị phương Tây trừng phạt, không sợ bị Ả Rập phản đối, Nga cũng chưa chắc có thể làm được gì. Nhưng một nước không liên quan trong vấn đề vũ khí của Việt Nam, quan tâm hơn hết đó chính là Trung Quốc. Chúng ta không quên rằng, Trung Quốc và Mỹ hiện đang nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh cực kỳ gay gắt trên tất cả lĩnh vực, thậm chí là nguy cơ bùng phát chiến tranh nóng. Đã không ít lần xuất hiện với việc Trung Quốc thường xuyên đe dọa tồn vong của Đài Loan, đồng minh thân cận của Mỹ trên biển Hoa Đông, cũng như đẩy mạnh việc bồi đắp và thâu tóm các đảo bãi cạn, bãi san hô tại Biển Đông. Trong tình trạng như vậy, việc Việt Nam, một nước cực kỳ trọng yếu trong khu vực, nổ đơn hàng có giao dịch đơn hàng với Mỹ thì chẳng khác nào đang đánh một tín hiệu ngầm với Trung Quốc rằng Việt Nam đang về phe Mỹ để chống lại Trung Quốc. Chính Việt Nam chúng ta cũng hiểu rất rõ những hậu quả có thể xảy ra nếu quá thắt chặt quan hệ với Mỹ. Với cái nhìn khách quan, nếu chỉ tính riêng trong lĩnh vực quân sự, các động thái mua sắm và tiếp nhận vũ khí từ Mỹ của Việt Nam đều diễn ra theo một động thái chung là hết sức dè chừng. Chủ yếu thì chúng ta hợp tác với Mỹ chỉ trong lĩnh vực hải quân, khi đặt trên bản cân sức mạnh 3 tàu 20 tấn của cảnh sát biển hay các trinh sát cơ T-6, TFAN-2, khi kết hợp với tổng thể lực lượng trên biển của Việt Nam đều chỉ đang ở mức răn đe trước các lực lượng của Trung Quốc hiện đang có trên Biển Đông, mà trực tiếp là hạm đội Nam Hải tránh đối đầu. Việc tạo ra một sức ép đe dọa lên hạm đội Nam Hải hay xa hơn là toàn bộ phía Nam Trung Quốc, đó sẽ là kim chỉ nam để Việt Nam liệu cơm gắp mắm trong việc mua sắm quốc phòng với Mỹ. Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao đã có nhiều tin đồn nhưng Việt Nam hiện vẫn chưa chốt hạ là có mua tiêm kích F-16 của Mỹ hay không. Việt Nam đành phải quay sang những lựa chọn an toàn hơn như những quốc gia đang nổi trên thị trường xuất khẩu vũ khí là Nam Phi, Ấn Độ, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nhưng sự lựa chọn những quốc gia mới này quả là một canh bạc 50-50. Sở dĩ xem đó là canh bạc là bởi dù rằng trong những năm vừa qua, các nước này đã đạt được những bước tiến thần tốc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Thế nhưng, mấu chốt quan trọng nhất đó là thực chiến ngoài chiến trường thì những vũ khí của nước này đều chưa trải qua những thực nghiệm. Đối với Nhật Bản, công nghiệp quốc phòng của họ phải bắt đầu từ năm 2017 mới quyết định mở cửa thị trường. Đến năm 2020 thì mới xuất khẩu những lô vũ khí đầu tiên. Hàn Quốc thì dù đã và đang rất nhiều đơn hàng kể từ khi chiến tranh Nga và Ukraine bùng nổ. Thế nhưng đa phần các đơn hàng này vẫn là bán cho các nước đang đề phòng chiến tranh xảy ra với mình như là Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ mà vẫn chưa ra chiến trường thực chiến. Đối với Nam Phi thì ngoài khẩu súng phóng lựu Michael MGL lừng danh tới mức Việt Nam đã từng phải mua giấy phép để sản xuất phiên bản nội địa thì các loại vũ khí khác của họ tuy cũng đã tham gia ở nhiều chiến trường ở châu Phi, thế nhưng vì truyền thông ở đó vẫn chưa phát triển nên tổng thể thì nền công nghiệp quốc phòng của Nam Phi vẫn là một bí ẩn mà chỉ riêng việc tiếp cận đã rất khó khăn. Có lẽ nhiều duyên nợ nhất trong số 4 nước trên phải kể tới Ấn Độ và bản thân Việt Nam cũng đã có những hợp tác nhất định. Và thậm chí là kể từ năm 2016 đã rộ lên tin đồn Việt Nam bí mật mua tên lửa chống hạm BrahMos của họ. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng vũ khí của Ấn Độ cũng cực kỳ lắm điều tiếng với nhiều lý do như chất lượng kém như là khẩu súng trường Insat,
súng thường xuyên bị kẹt đạn và hộp tiếp đạn bằng nhựa trong suốt thường bị nứt trong thời tiết lạnh giá, hay là thiếu cái này lỗi cái kia so với nguyên gốc khi mua giấy phép sản xuất xe tăng T-90, máy bay Su-30 của Nga, hoặc là chương trình phát triển xe tăng nội địa Ariun. Ấn Độ có mong muốn chính đáng khi độc lập phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực để trở thành cường quốc. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tiễn là con đường gập ghềnh. Sau 3 thập niên nghiên cứu và chế tạo, năm 2004, xe tăng này do Ấn Độ độc lập phát triển chính thức được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ngay lập tức nó trở thành tâm điểm chỉ trích vì 4 kỷ lục thế giới mà không ai muốn. Xe tăng có thời gian phát triển dài nhất, đắt nhất và được chế tạo bởi nhiều quốc gia nhất. Thế nhưng, kết quả đổi lại vẫn khiến cho chính các nhà quân sự nước này phải thất vọng bỏ nghiên cứu nửa đời người, chỉ có thể dừng lại ở việc lắp ráp phần thân chính, giáp bảo vệ, tháp pháo v.v. Các phần còn lại đều nhập khẩu từ bên nước ngoài. Khi mà các đối tác xảy ra chuyện như với bên hãng mua động cơ MTU của Đức ngay trong tháng 2 vừa qua, thì hoạt động sản xuất của Ấn Độ coi như ngừng trệ. Đứng trước một nền quốc phòng lắm đối vặt như ở trên, nếu như Việt Nam chúng ta mua tên lửa của họ về dùng là thật, thì đã tới lúc chúng ta cũng cần phải lo lắng với việc đã không còn dễ dãi như thời đánh Pháp, đánh Mỹ. Theo kiểu, cứ cái gì bắn được thì sẽ là súng, súng có lỗi sẽ tự mày mò sửa chữa. Đứng trước hình thái chiến tranh hiện đại với trùng trùng điệp điệp các loại công nghệ tinh vi đi kèm, thì những loại vũ khí mới hoặc là chưa trải qua thực chiến chắc chắn sẽ luôn để lại những mối hoài nghi cho bất cứ đội quân nào chứ không riêng gì Việt Nam của chúng ta. Bởi vậy, dù trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và 4 nước trên vẫn đang dần một ngày khăng khít. Dù Việt Nam có sẵn sàng mua vũ khí, khí tài hay là mua giấy phép chuyển giao công nghệ của họ, thì chắc chắn vẫn sẽ phải tốn một thời gian quan sát, nghiên cứu, ít nhất cũng phải tới 1-2 năm nữa. Ngoài ra, căn cứ theo tình hình hai cuộc chiến tại Ukraine và dải Gaza, có một thực tế đang diễn ra rằng các cường quốc quân sự trên thế giới hiện đang tìm cách để bán tống, bán tháo hết các kho vũ khí cũ, vũ khí lạc hậu của mình để tiếp cận những vũ khí mới cho nền công nghiệp quân sự của họ. Cũng chính vì vậy mà đang dồn trọng tâm cho bên thị trường nội địa. Bởi vậy mà trong giai đoạn năm 2024 đến năm 2029, khả năng Việt Nam hay là bất cứ quốc gia nào khác phải chấp nhận việc ký kết các hợp đồng với thời hạn dài hơn, thậm chí là với nguy cơ bị trễ hạn là rất dễ có thể xảy ra. Với tình hình tại Đông Nam Á và Biển Đông vẫn luôn đầy rẫy những biến cố khó lường, Việt Nam rõ ràng không có nhiều thời gian để chờ đợi. Có thể thấy rằng giai đoạn năm 2024 đến năm 2029 sẽ là giai đoạn có tính thử thách cao nhất đối với nhiệm vụ hiện đại hóa nền quân sự Việt Nam. Bởi xét cả yếu tố nội tại và yếu tố bên ngoài, mọi thứ đều đang ẩn chứa rất nhiều thách thức với Việt Nam. Nền công nghiệp quốc phòng dù đang có tốc độ phát triển hết sức ấn tượng trong những năm vừa qua, nhưng chừng đó vẫn là chưa thể che giấu một thực tế rằng Việt Nam vẫn chưa thể phát triển được những loại vũ khí khí tài với trình độ công nghệ cao và hết sức tinh vi như là xe chiến đấu, pháo tự hành, các loại động cơ v.v. Dù mua thì cũng phân vân trước nhiều đối tác khi quanh ta đều là những cạm bẫy, cấm vận, những trừng phạt, những nỗi lo về chất lượng thực tế khi so với quảng cáo. Điều đó cho thấy rằng việc hiện đại hóa quân sự của Việt Nam giai đoạn này không chỉ đơn thuần là phần sự của quốc phòng. Với tình hình như hiện tại, chắc chắn Bộ Ngoại giao nói riêng và chính phủ với sách lược ngoại giao cây tre nói chung sẽ phải là những lực lượng tích cực hỗ trợ quốc phòng để dàn xếp các thương vụ mua bán và chuyển giao công nghệ về sau được thuận buồm xuôi gió. Đồng thời cũng thông qua hiện trạng này, chắc chắn rằng Việt Nam sẽ nhận ra được tầm quan trọng việc tự chủ nguồn vũ khí của mình và chắc chắn rằng Việt Nam bằng mọi cách sẽ phát triển vũ khí trong nước của chính mình. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.